tôi đã nói với rồi tôi sẽ đưa cho quý vị rất nhiều cung bậc cảm xúc đó nó chuẩn nó lên được một bài rồi nhưng mà nó chưa nha quý vị bây giờ nó gài tôi vô nè nè con đọc cái phần 3 này cho 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 mọi người nghe nè nó gài tôi vô tôn giáo nha quý vị và nó gài tôi nè con đọc cái đoạn này nè nha quý vị Đó quý vị thấy chưa Đó nó gài tôi vô tôn giáo để mà bắt nhốt tôi Y như là cái thằng Đức Hiển thì ra một sự liên minh của tụi nó rõ quá rồi Nếu tôi không làm rõ câu chuyện này trước quý vị á Thì quý vị đâu có biết con hàng Ni với thằng Đức Hiển Nó có một mối quan hệ như thế nào Quý vị muốn biết thêm thông tin về đó Quý vị cứ gõ vô Google đó Nhà báo Đức Hiển và hàng Ni Đúng rồi, con đọc cái đoạn đó đó Quý vị thấy phim hay không? Hấp dẫn không quý vị? Đó, rất là hấp dẫn luôn Còn hơn là phim thời sự cho quý vị xem nữa Quý vị thấy đau lòng không? Trời ơi, tôi nói thật với quý vị Tôi cũng mong các cấp lãnh đạo Bắt mẹ cái con này đi với thằng Đức Hiển đi Vì tụi nó đáng tội để bắt Nó vừa phản động mà nó vừa cái là Có bảo kê cho nên nó mới làm cha làm ông Thiên Hạ quý vị nghe có đau lòng không? miễn là anh can vui còn cái chuyện mà bán là rất là sáng suốt vậy anh can đi tù là bị bắt oan rồi đó quý vị ơi cả đất nước này có nghe không anh tất thành can á bây giờ đi tù tăng thành cất là bị bắt oan vì anh anh can quá sáng suốt khi mà lấy tài sản đất công của nhà nước đi bán sáng suốt vô cùng đối với nó anh can là tất cả miễn anh can thấy vui trời ơi trời quý vị nghe có đau đớn không Tôi gào hét lên tới cấp chính phủ lãnh đạo có nghe đau đớn không Khi một con nhà báo mà đi cổ vũ cho ông Tất Thành Cang bán đất của nhà nước Thiệt thòi mấy ngàn tỷ không nhầm nhò gì miễn anh Cang vui Có đau lòng không quý vị? Có đau lòng không? Đó Tại sao nó chiếm trệ nó lên phó chủ, phó tổng biên tập Và tại sao nó quất tất cả những người nó cần quất Và tại sao nó đi đóng tiền doanh nghiệp một lần Một tỷ, hai tỷ, ba tỷ Còn một tỷ nó nó đánh cho tả tơi Thì quý vị thấy cái độ khốn nạn nó lên tới đâu rồi Tới đâu quý vị Hôm nay quý vị được dịp Biết sự thật một cái con nhà báo Và cái mối liên minh Ma quỷ của thằng Đức Hiển Ủ mưu định chơi tôi Chơi đi Và tất cả chúng ta đều là Nguyễn Phương Hằng hết nha quý vị không riêng gì một mình tôi đâu và tụi mày á cứ đặt hết các kênh youtube của tao đi thử xem người ta có còn muốn tìm bà nguyễn phương hằng này nghe những lời thật của xã hội nữa không chứ bẩn và quý vị biết ông thằng trùm cuối của showbiz tập hợp tất cả lực lượng lại để đập sập kinh trời ơi tụi mày không có tuổi vì tao đâu có sống bằng nghề youtube đâu trời ơi tụi bay là cái lũ ngu Mày đập cái đại nam tao kìa, tao cũng chưa chết nữa Tài sản tao nhiều lắm chứ đừng nói đập cái cái youtube của tao Trời ơi Đi mua bô đội lên đầu đi thằng chùm cuối chùm giữa Và thằng IT á, mày nói rằng là mày làm hết tất cả những gì có thể Tao rất là chiều chuộng mày đó, mày hãy làm hết những gì có thể đi Nhâm hoàng khang bởi vì chính tụi mày đã tố cáo tụi mày là loại cặn bã của xã hội cho tất cả bao nhiêu triệu dân chứng kiến đó đúng không quý vị mất ăn nên cay lắm đúng không cái đám nghệ sĩ cặn bã và không còn xô nữa cho nên đau lắm đúng không một thời quyền lực đúng không tụi bay đau lắm đúng không nhưng mà tụi bay có hiểu cái nỗi đau của dân tộc này khi bị tụi bay lừa không có bao giờ tôi bay tự thấy rằng là cái nỗi đau của dân tộc này nó như thế nào? Bao nhiêu thế hệ bị tôi bay dìm dùi không? Có không? Có bao giờ tôi bay thấy tôi bay khốn nạn chó má không? Với những cái thế hệ sau này, tương lai sau này bị tụi mày bóp chết, dí cho chết Và bao nhiêu cái show tụi mày diễn ra tụi mày có ăn tiền của thí sinh không? Giờ này tụi bay cay lắm đúng không? thất mùa bị mang tiếng bị bà hằng lôi lột trần chuồng ra trước công chúng tụi bay cay lắm đúng không tụi bay muốn hội đồng nhau tụi bay hại tao đúng không thì bây giờ tất cả những người mà đang theo dõi cái drama này hãy là bà nguyễn phương hằng hết đi không phải một mình tôi nữa nha quý vị vì cái câu chuyện này là của cộng đồng xã hội ai cũng phải có trách nhiệm để bảo vệ cái chân lý chúng ta hãy cùng với chính phủ với những cấp lãnh đạo cao cấp á, để mà giữ được cái đất nước cho nó trường tồn mãi mãi từ văn hóa con người cho đến những cái truyền thống cha ông đã để lại cho chúng ta không để cho một cái lũ bất dạy này nó hủy diệt được không thể để nó phá hoại được vì thế hệ tương lai của chúng ta cha ông chúng ta đã cả đời hy sinh để giữ gìn đất nước này và các cấp lãnh đạo cao cấp đã ra sức quằn mình ăn mình ngày đêm để chống dịch để lo cho chúng ta thế mà có những con người cực kỳ là khốn nạn Rợ. cho nên tôi nói thật với quý vị cái buổi livestream này tôi mong tất cả chúng ta ai cũng là nguyễn phương hằng cả những con người đã một đời cống hiến cho xã hội cho đất nước có đau lòng không khi một cái đám sâu bọ nó núp lùm nó bày đàn rồi đã làm những cái điều phá hoại đất nước nó kêu gọi tội phản động để phá hoại đất nước của chúng ta nếu chúng ta không đồng lòng lên tiếng á thì chúng ta có lỗi với đất nước của chúng ta với ông bà của quyền thất tổ chúng ta bởi vì chúng ta ai cũng phải có cái lá cờ tổ quốc trên đầu hết phải yêu nước phải giữ gìn đất nước và phải làm sạch xã hội còn không làm được đừng có phá hoại để cho người khác làm là đã yêu nước rồi đừng có mang tư tưởng phản động và đừng bao giờ mang tư tưởng phá hoại khi người khác làm mình không cổ vũ mình không thích thì mình im cái miệng mình lại ai bắt mình nói ai bắt mình làm cái bổn phận mình là đừng có xíu vô Vậy thì ngày hôm nay Tất cả những người Đã từng cổ vũ Fan của tụi bay đó Sẽ dạy cho tụi bay một bài học Không cần tới bà Nguyễn Phương Hằng Bởi vì sao Khái niệm bị đánh cháo Và tất cả bị đánh lừa Vậy thì 18 triệu follow Theo thằng Trấn Thành Mày đừng, thành, đừng có trở thành Thằng Trấn Lột nha Và Thủy Tiên 10 triệu follow đúng không? Thằng Đàm Vĩnh Hưng bao nhiêu triệu follow mày nói rằng là mày đi quyên góp một tỷ tư trời ơi, ta nghe tao muốn ói mấy chục đống. Rất tiếc một điều là phải bảo mật tất cả những thông tin. Chứ đó thật với quý vị, tôi mà có đủ quyền lực á tôi yêu cầu ngân hàng sao kê ra hết. Tao lật mặt tôi bay ra còn xương với da không tụi mày trả lời trước công chúng đi tụi mày là ai? trời ơi lúc đó đó những cái fan cuồng tụi bay nó quýnh tụi bay bờm đầu không cần tới tao không cần tới pháp luật bởi vì sao tất cả đều bị lừa lừa đau đớn bây giờ quý vị thấy không những cái fan hâm mộ nó đó đi kiếm nó đi lùng nó và yêu cầu nó ra nó có ra không vậy thì tôi nói đúng không tại sao chúng ta phải đi thần tượng mình chỉ thần tượng cha mẹ ông bà tổ tiên đất nước mình quê hương của mình mình đóng góp là đóng góp cho quê hương của mình chứ không phải mình đóng góp cho tụi nó ở nhà lọc xe hơi tụi nó ngồi trên đầu mình rồi nó chửi mình có phải chúng ta đã quá sai lầm không tôi đã nói với quý vị rồi có thể quý vị không thương tôi không thích tôi cũng không sao cả cảm xúc của mỗi người nhưng phải nghĩ cho đất nước của mình phải nghĩ cho thế hệ sau này và phải hiểu cho những người đi làm từ thiện như chúng tôi Vậy thì nó không muốn đất nước phát triển Tôi nói thật với quý vị nha Nếu như chúng tôi không có lý tưởng Chúng tôi không cho nữa Ai làm gì chúng tôi Nhưng mà có thể là thiệt thòi về người dân Phải cùng với chính phủ Phải cùng với nhau Đùm bọc nhau trong lúc mà như thế này Mới gọi là tình người Mới gọi là một cái xã hội văn minh Có tình người ấm áp trong đó Còn tụi mày không làm được Tụi mày đi phá hoại Tụi mày thật là khốn nạn quý vị ơi quý vị đừng có trách tôi lên chửi tôi nó không phải tôi hồ đồ đâu tôi đau lòng lắm đó quý vị một người phụ nữ như tôi mà lên gào hét như thế này quý vị thấy có tội tôi không nhưng nếu tôi không lên á thì quý vị biết nó loạn tới mức nào nó lộng tới mức nào và quý vị có bao giờ được xem một bộ phim xã hội rất thật rất đời mà không cần mua vé đi xem không nó giá trị tới mức nào khi tôi lột trần trụi tụi nó ra cho quý vị thấy tôi không nói gian Tôi không có lý do để hại người khác Nhưng đây là câu chuyện của xã hội Thì bây giờ không phải một Nguyễn Phương Hằng nữa Mà tất cả chúng ta đều là Nguyễn Phương Hằng hết Quý vị thấy ghê không? Quý vị thấy tụi nó bày đàn ghê không? Nó banh nha ghê không? Nó ý đồ như thế nào? Đưa tôi đi tù Có cam tâm không quý vị? Nếu nó làm được điều đó với tôi Quý vị có cam tâm không? Những người chân chính, những con người sống lương thiện Có cam tâm nhìn thấy tôi bị tụi nó đối xử vậy không? vì câu chuyện này không phải thuộc về tôi nữa không phải cá nhân tôi mà câu chuyện của cộng đồng cần phải làm sạch và cần phải có biện pháp chế tài và phải cần có những cái rất là rõ ràng trở lại vậy thôi cái đơn giản vậy thôi bởi vì tôi nói ra không có quyền lợi nào cho tôi ở đây cả và cũng không yêu cầu điều gì cả bởi vì chúng tôi là những người đang đi cống hiến mà thế mà nó nhẫn tâm nó xuyên tạc đủ điều để chi để đạt mục đích cuối cùng đó là gì chúng tôi bỏ cuộc để cho mọi người không còn cơ hội để chúng tôi giúp đỡ nữa thì đổ gánh nặng lên đâu lên chính phủ lên xã hội lên cộng đồng tụi nó hả hê tụi nó vui sướng bởi vì người chết cũng nhiều người khổ cũng nhiều đúng không quý vị nói thật quý vị chúng tôi đi ra nước ngoài một đốt nhạc là xong nếu chúng tôi là một người không sống không có lý tưởng không yêu đất nước không yêu dân tộc mình cỡ chúng tôi đi ra nước ngoài xin lỗi quý vị trải thảm đỏ đón chúng tôi nhưng tôi không cam tâm tôi sinh ra ở đâu tôi chết ở đó vậy thôi có thể lúc trẻ tôi đi lưu vong đầu này đầu kia nhưng khi tôi đã xác định được tôi quay trở về với tất cả những gì chúng tôi làm để cống hiến thôi, thôi, thôi. Tôi hy vọng chứ nếu tôi không là... có lý tưởng một đốt thôi. nhạc vợ chồng con cái tôi cuốn gói đi ngay và luôn Tại sao tôi phải chịu đựng những cái nỗi khổ đau như thế này? Tại sao tôi phải bị dùi dập như thế kia? Vì lý tưởng của chúng tôi quá lớn. Và một lòng vì dân vì nước, một lòng muốn được cống hiến, thế mà nó xuyên tạc tôi đủ điều vào quý vị thấy không? Rình rập từng sơ hở của tôi, chờ chúng tôi nói hớ một câu, cắt ngay một câu đó đưa vô thành câu chuyện khác. Nhưng mà trời ơi! Quý vị ơi, bây giờ cộng đồng mạng ấy, mọi người thông minh lắm, vì ai cũng theo dõi câu chuyện của tôi. Đúng không quý vị? Quý vị có thấy xót xa cho tôi không? Khi bao nhiêu thuyết âm mưu trút hết lên đầu Nguyễn Phương Hằng tôi Khốn nạn không quý vị? Hết đứa này tới đứa khác đứng lên Hết đứa này tới đứng khác đứng lên Tại sao vậy? Và những con người đứng lên là ai? Là toàn là có phản động không? Hàng ni Mày có phản động không? Mày cấu kết với những ai? Và thuyết âm mưu của mày là gì? Tại sao mày quyết tâm mà đánh vào cái quỹ thiện nguyện của tao Mày trả lời cho cộng đồng trong và ngoài nước biết đi Mày là con người hay con chó Mày là đàn bà Mà mày mang những cái tâm hồn khốn nạn Tao chóng mắt lên tao coi cuộc đời mày Và thằng Đức Hiển đi đâu về đâu Còn tất cả quý vị cùng tôi nha Hãy nhìn cho rõ những cái loại cặn bã núp lùm này bao nhiêu năm nó ăn trên ngồi chóc, bao nhiêu năm nó đi tống tiền doanh nghiệp và bao nhiêu năm nó làm cha làm mẹ thiên hạ nha quý vị. Hôm nay quý vị được xem một bộ phim cực kỳ là hấp dẫn không? Tôi nói tôi liệt vào loại cặn bã của xã hội mà. Còn gì để nói nữa không? Nhà báo đức hiển và con hàng ni. Hai đứa mày có phản động không? Và mày đã được ai chống lưng cho mày Để mày trở thành những thằng nhà báo tồi chưa từng có Và cái con nhà báo tồi chưa từng có Bẩn thiểu Thật là xấu hổ cho những người làm báo chân chính Thật là tội nghiệp cho những người Cầm ngồi bút chân chính Tụi mày là những loại đĩ bút Tụi mày sống bằng cái viết Và tụi mày phải trả giá thôi Nhân quả là có thật nha quý vị Quý vị thấy không Tại sao ngày hôm nay tôi lên tiếng là bởi vì sao Nó có một thuyết âm mưu để hại tôi Và lên kịch bản để hại tôi Và hại vào cái quỷ thiện nguyện của tôi Vậy thì quý vị thấy rằng là Tôi lật đổ nó đúng hay sai Tôi phải tự vệ chứ quý vị Tôi phải tự vệ chứ sao bởi vì sao Quý vị sẽ không bao giờ biết được Con Hàng Ni và thằng Đức Hiển Nó một có mối liên minh ma quỷ ra làm sao quý vị sẽ tưởng là một nhà báo nào đó viết về công ty đại nam viết về bà hằng đúng không quý vị cho nên hôm nay tôi rất là hạnh phúc khi mang cái bộ mặt thật của hai con người này và sắp tới đây tôi lôi ra một số nữa cho quý vị coi tụi nó bị ổi tới mức nào quý vị thấy không các lãnh đạo đi họp với ai gặp ai trời ơi nó nắm hết quá vĩ đại bác cộng ơi nếu mà nói thật á một ngàn lần nhân dân tộc việt nam này biết ơn bác phải có bác á thì mai ra mới có ngày hôm nay nếu không á tụi nó cỡ nào hả bác nó lộng hành cỡ nào hả bác đất nhà nước mấy ngàn tỷ đó nó không quan trọng miễn là anh can của nó vui bác có thấy không mọi người có nghe không đó hỏi tại sao đất nước không phát triển nổi quý vị thấy không nó biến đất công thành đất tư hết Ông quý vị nghe đau lòng không mấy ngàn tỷ không quan trọng Vậy thì nó nó giàu cỡ nào Nó ăn dày cỡ nào Nó mới nói được câu mấy ngàn tỷ không quan trọng cỡ tôi đây nè Tôi còn chưa dám nói câu mấy ngàn tỷ không quan trọng nha quý vị Mặc dù tôi có tài sản thật Còn nói chỉ con nhà báo thôi Mà nó buông một lời mấy ngàn tỷ không quan trọng Vậy thì quý vị hãy hiểu rằng Cái tầm nó cỡ nào quý vị cái tầm nó cỡ nào mà nó dám nói mấy ngàn tỷ không quan trọng. Vậy thì quý vị hãy đo cái độ bất dạy của nó và cái độ mà nó ăn của doanh nghiệp cỡ nào. Ai? Ai đã chống lưng cho tụi nó? Đúng không quý vị? Cỡ như tôi nè, chưa bao giờ nói mấy ngàn tỷ chưa ăn thua gì, một con nhà báo thôi trời ơi quý vị ơi bữa nay quý vị được chứng kiến một bộ phim rất thật rất đời mai nha quý vị anh tất thành cang đi tù mẹ nó rồi anh tất thành cang mà còn ở ngoài đời á nha quý vị trời ơi cái vụ này con hằng nó chết nó hại con hằng ngay mà luôn ông trời có mắt đúng không quý vị anh tất thành cang mà còn ở ngoài đời thì chết mẹ con hằng rồi còn anh đò ngọc hải hả trời ơi <laughs> khó nói lắm quý vị ơi tự cảm nhận đi nha tôi nói như đó đủ rồi con người ta có một đời để sống người ta nói cập chết để da người chết để tiếng nó thật đó quý vị sống làm sao đừng để thiên hạ rủa mà là được rồi và vừa rồi quý vị cũng biết đó một cái em rất nhiệt tình môi móc công ty của tôi, thuế má của tôi, cũng chửi chính quyền, thậm chí là lấy dép phan cho mặt một một người đang đứng phát biểu trên bục. Em ấy đã ghi điểm rất là lớn và em ấy rất là tự hào khi mà mình 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 đối xử với chính quyền trước mặt bao nhiêu người. Và em ấy đã đi tuyên truyền rằng là chính phủ đã bỏ người dân chết đó chết khác thì phạt 5 triệu đồng. Nhưng mà quý vị biết không Cũng lên một kế hoạch để hại tôi Viết biết bao nhiêu bài để hại tôi Đó bây giờ bị bị ông giáo bế lên phường Bà lên công an phạt cho 5 triệu đồng vì tội gì Nói xấu chính quyền Quý vị thấy không đi xuyên tạc Chính quyền bỏ đói dân Chính quyền không lo cho dân Đây cũng là một loại phản động nên nè quý vị Cũng một loại mất dạy nè quý vị đó phải có như vậy đó tụi nó mới sợ nếu không á nó tưởng là ông hoàng bà chú ông cố bà nội người ta quý vị thấy không đi xuyên tạc đi làm tất cả những gì có thể để rồi không thể im cái miệng thúi lại đó thấy không tôi nói đâu có sai đâu quý vị thấy không thấy những con người đáng sợ không tôi nói thật quý vị tôi vẫn mặc định và tôi tin pháp luật và ngày chủ nhật á thì tôi sẽ trở lại với một luật sư để chính tôi sẽ chấp vấn tất cả những gì để rộng đường dư luận về câu chuyện ông Võ Hoàng Yên, về công chuyện đã xảy ra, đang xảy ra và sắp xảy ra để cho quý vị hiểu về pháp luật. Nó công minh và có những cái luật, điều luật rất là rõ ràng. Không phải muốn ai đi tù là đưa, không phải là muốn chụp mũ ai là chụp. Và khi tòa án có quyết định rồi mình còn có thể kháng cáo nữa chứ đừng có nói là hở ra đưa tôi đi tù, hở ra đưa tôi đi tù. Trời đất ơi, tụi mày tuổi gì vậy? Vậy tụi mày có đưa hết bao nhiêu triệu dân ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng đi tù không? Có không? Tụi mày đưa được không? Đưa được không? Nếu mà tụi mày đưa được, được tao đi tù á, thì tụi mày đưa biết bao nhiêu triệu dân đang cổ vũ tao đi tù. Đúng không quý vị? Quý vị thử nghĩ xem đúng không? Quý vị thấy đau lòng không? Hôm nay á, à cái con này tên là Nguyễn Thùy Dương Ở Thủ Thiêm đó quý vị Là nó cầm chiếc kép đó phan vô mặt một một vị đang đứng phát biểu ở trên đó đó Thế là từ đó nó tưởng rằng là nó dễ sơi lắm Thế là nó lên ngôi, nó tha hồ, nó công kích và nó chửi rủa Và hôm nay nó nói xấu chính quyền là bỏ đối dân, nó bị ông giáo bế lên đó à, Cũng là một thiết âm mưu chuẩn bị hại tôi nói nghe quý vị Bá ơi Mày chưa hại được tao Mà mày bị bông giáo bế lên rồi Hay quá ha Tự với quận 2 mà biết trên Bình Dương Đất đai bao nhiêu, tài sản bao nhiêu, thuế má bao nhiêu Hay quá ha, rảnh ghê luôn Quý vị thấy không Bữa nay quý vị thấy tội nghiệp tôi không cái câu chuyện của cộng đồng mà tôi làm câu chuyện cho tôi để rồi tôi chiến đấu để rồi mà tôi chỉ mong mang lại cái sự bình an sau một cái lần mà tôi uh, chiến đấu như thế này và sắp tới đây tôi sẽ đưa pháp luật vào để rộng đường dư luận tôi sẽ chấp dẫn tất cả để cho quý vị được một cái màn hài lòng vì là chúng ta sống có luật pháp có bảo trợ bởi lực pháp chứ không phải là chúng ta ngang nhiên mặc định như thằng đức hiển nó nói là thời buổi này là thời buổi của nhà báo sắp xếp ai đi tù là quyền của nó trời ơi mạnh dữ anh hiển ơi anh mạnh dữ luôn tới ngày hôm nay nó mai cái miệng nó lại rồi hay là nó đang chờ cơ hội để quất tôi thì con hàng ni thay mặt nó lên kế hoạch để quất tôi thì tôi lật cho quý vị thấy luôn Quý vị có nhớ cái câu chuyện mà anh Tan Thành Cất Đất Thành Cang đi tù bởi 32 hecta ở phía Tân Kiển ra bên nhà, nhà bè quận 7 không? Khởi tố cái vụ án đó quý vị nhớ không? Con hàng ni nó nói đó mấy ngàn tỷ ăn thua gì? Miễn anh can vui trời ơi quý vị ơi tôi nói thật quý vị nói câu này tôi sáng tréo bản họng Tiền của nhà nước mà nó nói chuyện như vậy quý vị nghe nghe được không? Hằng ni bữa nay ta lật mày ra trước công chúng đó quý vị ni Mày có phản động không? Mày với cái con trà mi nói chuyện gì với nhau Tao sẽ đưa ra vào cái buổi livestream tiếp theo Mày cấu kết với những ai? Đúng không? Hàng đi Mày có phản động không? Câu này để cho an ninh và công an Điều tra xem mày có phản động không? Và động cơ nào khiến cho mày mạnh dứ. Mày với thằng Hiển nắm toàn bộ mọi hoạt động của coi như là quỹ ban thành phố Hợp hành ra làm sao? Bao nhiêu như thế nào quý vị ơi? In ra mấy chục trang mới đọc hết cho quý vị nghe Sơ sơ thôi Để cho quý vị thấy rằng Cái cuộc chiến này bắt đầu khốc liệt rồi Thì từ hôm nay trở đi quý vị hãy cùng với tôi Hãy là Nguyễn Phương Hằng hết nha quý vị Tôi không lẻ loi đúng không quý vị? Và tôi lật cho quý vị thấy rằng những cái trò Bẩn thiểu Mua hàng kế bẩn của tụi nó Nhằm mục đích gì? đánh phá vô đại nam để làm nhục đại nam phải có một buổi livestream bạo động ở đại nam trời ơi chúc mừng sự thành công của tụi bay ở trên cung trăng nha nha lên đó mà ăn mừng ở trên đó đó nha trời ơi sẽ có một trận bạo động ở đại nam sẽ quay chia sẻ cho nên quý vị ơi quý vị phải thông cảm cho tôi trong cái lúc như thế này tôi phải tự vệ và tôi phải xử tất tay với bất cứ đứa nào Manh động đến Bình Dương này, đến cái Đại Nam này để nổi loạn Tôi xử đẹp hết Quý vị thấy tôi xử chưa? Một đốt nhạc tôi đuổi ra khỏi Đại Nam ngay và luôn Một cái thuyết âm mưu rõ như ban ngày Quý vị thấy không? Từ từ nó lòi ra và từ từ nó sẽ nhừ từng đứa một Nếu quý vị Thì câu chuyện đó hôm nay thì tôi sẽ dừng lại ở đây và tôi sẽ tiếp tục phim dài tập cho quý vị xem Nha quý vị Tôi sẽ Nhiều chuyện hay lắm Nhiều chuyện hay lắm Hãy từ từ Hãy mà tôi còn đây thì quý vị sẽ được xem Những cái mảng đen Mà chúng ta chưa bao giờ Thấy rõ được Và sự thật bao giờ Nó cũng là sự thật cái kim trong bọng nó cũng lòi ra đó quý vị thấy không Ranh cỡ nào, ba cỡ nào, cáo cỡ nào Hai cái điều mà tôi chốt hạ lại hôm nay á Thứ nhất là về thằng Trấn Thành và cô Thủy Tiên Tôi có một giấc mơ như vậy đó Thì làm cho rõ ra nha Rồi thứ hai là con nhà báo Hàng Ni và Đức Hiển có một mối liên hệ như thế nào để mà hại tôi và thằng trùm cuối của showbiz, so bích mẹ vậy đó lên kế hoạch để đánh sập youtube của tôi và tất cả những anh em làm chính nghĩa đều bị tụi nó réo gọi và tụi nó tấn công tôi chỉ cảm thấy tội lỗi là mình mình những người đó mình không thể nào mình giúp đỡ họ che chở cho họ hết được mình thấy mình có lỗi thôi còn đối với tôi tôi chấp tất tay tụi bay đập đi làm thử tao coi Coi tụi bay có mai cái miệng ta lại được không? Tụi bay có che được hết thiên hạ không? Tụi bay có thể nào mà đứng lên nữa được không? Hay tụi bay sẽ đi vào lòng đất Và chính những cái fan hâm mộ Sẽ xử tụi bay Tại sao? Phải khóa bình luận Tại sao không đưa lên là Tình yêu ơi, chờ tôi đi Ba ngày nữa tôi sao kia ra cho Còn Không có sao kia ra là xạo kia Nha quý vị Không sao kia là xạo kia đúng không quý vị có một ngôi sao thôi đúng không sao thái bạch và cần sao ke vậy thôi rõ luôn nha quý vị riêng thủy tiên ba trăm mấy chục tỷ nha thủy tiên nhớ nha em phải sao ke ra vì tiền gì là tiền của cộng đồng là không có nuốt được khổ nổi chị hằng biết di nhiều quá nằm bơ bậy bạ quá nô tài đáng chết thiệt luôn á nha rồi cái chốt lại nữa thì quý vị thấy rằng một lần nữa chúng ta nhìn thấy những cái khuôn mặt Những cái bản mặt báo chí cặn bã của xã hội Có đúng không quý vị? Cái điều mà chúng ta cần phải tiêu diệt đó là gì? Là nó cấu kết với toàn tội phản động không? Đây là cái chốt hạ mà khốn nạn nhất tôi lôi ra được Nếu không á, tất cả chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ ra rằng là cái gan tụi nó lớn cỡ nào và qua câu chuyện của ông tất thành can tan thành cức đó thì quý vị hãy hiểu rằng là anh anh đức hiển và em hàn ni nó ở cái vế nào và cái tầm nào nha quý vị nãy giờ